tạm giữ 5 người tham gia chém 3 công an bị thương, cướp súng. Chiều ngày 29 tháng 9, Thượng tá Võ Tá Sơn, Phó Công an huyện Đắc Hà, Kon Tum, cho biết đơn vị đang tạm giữ 5 thanh niên để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Công an đang truy bắt những nghi can còn lại để làm rõ vụ 3 công an bị chém nhập viện cấp cứu. Trước mắt, công an điều tra nhóm trên về hành vi chống người thi hành công vụ. Trong quá trình làm rõ vụ án, nếu xác định được thêm tình tiết mới, công an sẽ xử lý thêm tội cố ý gây thương tích và cướp tài sản, Phó Công an huyện Đắc Hà nói. Trao đổi với phóng viên, luật sư Dương Lê Sơn, đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, cho biết hành vi của nhóm trên hết sức manh động và liều lĩnh. Công an đã nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông, nhưng những thanh niên này vẫn dùng hung khí tấn công cảnh sát rồi cướp khẩu súng. Nhóm này có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ có tổ chức, với khung hình phạt 2-7 năm tù. Ngoài ra, những thanh niên tham gia chém cảnh sát còn cướp khẩu súng bắn đạn cao su là công cụ hỗ trợ của công an, nên cơ quan điều tra cần làm rõ thêm tội cướp tài sản. Theo khoản 2 điều 168 Bộ Luật Hình sự, tội cướp có tổ chức có khung hình phạt 7-15 năm tù, luật sư Sơn nói. Trước đó, tối ngày 25 tháng 9, công an thị trấn Đắc Hà nhận được tin báo có nhóm thanh niên đánh nhau trước quán karaoke Sở Tom, khu phố 3A, thị trấn Đắc Hà. Lúc này, công an thị trấn Đắc Hà cử thiếu úy Phạm Xuân Biển và thượng sĩ Trịnh Hoàng Tiến đến hiện trường giải quyết vụ việc. Thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm khoảng 10 người gây rối, chặn đầu xe và bao vây công an. Để giải tán đám đông, công an bắn 3 phát súng chỉ thiên. Tuy nhiên, nhóm trên không chịu giải tán mà dùng dao và gậy chống trả, khiến thiếu úy Biển và thượng sĩ Tiến bị thương. Trong lúc hỗn loạn, nhóm côn đồ giật khẩu súng bắn đạn cao su và gậy của lực lượng thi hành công vụ. Sau đó, Trung úy Đoàn Mạnh Vương, công an thị trấn Đắc Hà, đến hiện trường đưa 2 cán bộ bị thương đi cấp cứu, nhưng bị nhóm trên truy đuổi, dùng hung khí tấn công khiến cả 3 bị thương. Người dân can ngăn và đưa 3 cảnh sát đi bệnh viện cấp cứu. 2 cán bộ đã ổn định sức khỏe, cảnh sát còn lại vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.